Hello, xin chào mọi người đã quay lại với Đức Huy Mobile Channel. Thì hôm nay thì dành giới thiệu cho các bạn một trong những tính năng mở rộng trên Android 9.3 mà không phải bạn nào cũng biết. Và danh lượm lặt trên mạng, nói chung anh em học hỏi anh em khác thôi. Thì danh thấy hay nên danh share lại cho các bạn. Và danh sẽ dùng một con Samsung Galaxy Note 9 là được lên Android 9. Và sắp tới nó sẽ được lên Android 10 các bạn ạ. Và nếu như các bạn nào đang quan tâm tới sản phẩm Samsung Galaxy Note 9 thì đừng quên vào đường link của Đức Huy Mobile danh kèm dưới. Hiện tại sản phẩm Note 9 đang với giá cực kỳ rẻ các bạn nha. Rồi bây giờ thì cùng nhau danh tìm hiểu xem tính năng này là gì các bạn ạ. Let's go! Trước khi danh giới thiệu tính năng này nó là cái gì thì các mời các bạn ngó vô cái thanh điều hướng này, các bạn có thì gì quen thuộc, cái gì nó lạ lạ không? Quen đây các bạn sẽ thấy ba thanh điều hướng cực kỳ quen thuộc. Và lạ đây sẽ xuất hiện thêm một biểu tượng hình con người. Và biểu tượng này nếu mà ở Google nó sẽ mang tính chất là support. Khi các bạn bấm vào và đây tính là tính năng gì muốn nói sẽ hỗ trợ cho các bạn những phím tắt nhanh. Các bạn sẽ thấy đây có rất là nhiều option giảm độ sáng, tăng độ sáng hoặc giảm âm lượng, tăng âm lượng, thậm chí còn cả hỗ trợ thêm Google Assistant luôn. Và điều danh thích nhất ở đây á, là này nó kiểu giống như Nana, giống như trên iPhone á, nó thêm một trợ lý ảo. Thì với cái phím đã xuất hiện những phím tắt nhanh như vậy á thì các bạn giữ sử dụng những màn hình bự bự như kiểu này nè, các bạn không phải khó khăn trong vấn đề ví dụ như khi tăng âm lượng các bạn phải với thêm cái tay trái. Hoặc là các bạn với thêm một cái tay phải gì đó để tăng âm lượng, hoặc là khi các bạn giảm độ sáng các bạn phải kéo trên kéo xuống rồi thì thao tác bằng hai tay nó rườm rà lắm. Còn vấn đề này là vì các bạn chỉ cần bấm vào giảm độ sáng hoặc là tăng độ sáng, tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng, thậm chí các bạn có thể khóa màn hình khóa nhanh luôn bằng cách bấm vào là nó tắt màn hình luôn. Rồi như vậy các bạn thấy tính năng này có hay không? Rất là tiện lợi cho các bạn những sử dụng màn hình bự. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem cách cài đặt nó như thế nào. Cách cài đặt cực kỳ đơn giản, các bạn vào chỉ cần Google Play, các bạn gõ nhanh chữ gói hỗ trợ, thì ra bấm chữ gói là nó đã ra rồi. Thì đây là cái gói hỗ trợ tiếp cận của Android do chính Google sản xuất, nên các bạn yên tâm trong quá trình sử dụng các bạn sẽ không bị dính quảng cáo. Còn vấn đề mà thông tin của các bạn có được Google cung cấp cho đơn vị thứ ba hay không thì doanh nghiệp các bạn là sẽ tự trả lời được cái vấn đề này, đúng không ạ? Rồi sau khi các bạn cài xong thì nó sẽ không xuất hiện bất kỳ cái app nào nó xuất hiện trên màn hình chính đâu, mà các bạn phải vào trong phần cài đặt để các bạn mở tính năng đó lên. Nó nằm sẵn trong máy rồi mà tại vấn đề chúng ta có mở hay không thôi. Các bạn kéo xuống dưới các bạn thấy có một hỗ trợ mà. Đây các bạn bấm vào hỗ trợ nè. Rồi sau đó các bạn sẽ nhìn thấy trên đây nè, các bạn thấy cái dịch vụ đã được cài đặt. Bấm vô menu hỗ trợ tiếp cận. Sau đó các bạn bật lên. Thì khi các bạn bật lên thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái biểu tượng ngay đây nè. Đó thì cái biểu tượng này nãy giờ đã giới thiệu các bạn rồi. Thì trong đây thì nó sẽ có một số tính năng, ví dụ như là giảm độ sáng với tăng độ sáng hoặc là màn hình khóa. Thì lần đầu tiên các bạn sử dụng nó sẽ kêu các bạn truy cập, cho phép truy cập thì các bạn cứ cho phép một lần thôi, nó không hỏi lần thứ hai đâu. Các bạn yên tâm, thông tin của bạn sẽ không bị đánh cắp gì đâu, các bạn yên tâm, này do Google sản xuất mà. Rồi như vậy là Danh sẽ vừa giới thiệu các bạn thêm một tính năng mà trên Android 9 được hỗ trợ. Nếu các bạn thấy hay đừng quên cho Danh một like và một subscribe các bạn nha. Và bây giờ xin chào các bạn ở video lần sau. Nếu các bạn có thích những video kiểu này thì cho Danh comment dưới các bạn nha. Xin chào, hẹn lại mọi người. Xin chào.